Không truy tìm quá khứ, không vọng tưởng tương lai, an trú trong hiện tại. Vậy thì từ đây nó mới sinh ra là cái triết lý ứng xử với nhau trong đời sống. Thì thông thường con người do bị chấp vào quá khứ nên sử dụng quá khứ để ứng xử với nhau. Tôi lấy ví dụ, trong quá khứ mà tôi đã được bạn giúp đỡ cái gì đó, thì khi mà hiện tại tôi gặp bạn thì thường là tôi phải xoắn suýt nơi bạn. Tôi phải kiểu là vồn vã. Còn trong quá khứ mà nếu mà bạn đã hại tôi cái gì thì khi gặp mặt tôi lạnh lùng và tôi coi thường. Cũng tương tự như vậy, nếu có thù hằn thì rất là bực bội. Vậy thì phần lớn con người ta bị cái quá khứ nó ám ảnh, cho nên sinh ra cái hành vi ứng xử với nhau trong thời điểm hiện tại. Cái câu chuyện thứ hai là khi mà bạn vọng tưởng tương lai, tức là khi bạn gặp người giàu thì bạn lại mong muốn, bạn kỳ vọng họ giúp đỡ bạn một điều gì đó khiến cho bạn cũng xoắn suýt đấy. Thì cái đấy nó gọi là do tham mà sinh ra cái hành vi ứng xử, nó không còn trong hiện tại nữa, mà nó bản chất là hành vi ứng xử đấy là phục vụ cho tương lai. Hay là bạn gặp một người giàu mặc dù họ cũng chả cho bạn cái gì đâu, chỉ đơn giản là gặp nhau thôi, nhưng bạn khiếp họ hơn là người nghèo vì bạn sợ rằng một ngày nào đó bạn phải nhờ họ chẳng hạn. Hay là bạn gặp một cái người mà họ có tài thì bạn thường sợ họ vì lý do bạn mong chờ họ hướng dẫn cho bạn một cái gì đó, hoặc bạn chờ đợi họ dạy bảo bạn một cái gì đó. Nhưng thưa với bạn, người tài mà có đức thì bạn không cần phải chờ đợi điều đấy, thì họ nếu mà họ có khả năng họ giúp được bạn cái gì về trí tuệ là tôi đảm bảo họ sẽ giúp. Vậy thì phần lớn trong giao tiếp hiện tại là ta bị chi phối bởi những cái định kiến trong quá khứ và bị chi phối bởi cái kỳ vọng của tương lai. Vậy thì giả sử không may ai đó đối xử với mình mà tệ thì mình bỏ cái định kiến này đi, và ai đó mà đến gặp mình mà mình lại đưa cái kỳ vọng trong tương lai vào thì tự nhiên cái ứng xử như vậy nó mất chân thành. Vì vậy trong đạo Phật nói rằng là ứng xử trong hiện tại. Và ứng xử trong hiện tại có nghĩa là gì? Chúng ta gặp nhau ứng xử với nhau như lần gặp đầu tiên, nó không bị cái định kiến trong quá khứ nó chi phối, cũng không bị cái kỳ vọng của tương lai nó chi phối. Vì vậy gặp nhau lúc nào cũng trân trọng nhau như lần đầu tiên, thì tất cả cái nghiệp mà gọi là thù hằn nhau trong quá khứ nó được xóa bỏ, nó không bị gọi là trùng trùng báo oán nữa, trùng trùng báo ân nữa, mà nó sẽ quay trở lại cái câu chuyện ứng xử với ngay với nhau từ đầu. Và từ cái câu chuyện này thì chúng ta áp dụng vào đời sống như thế nào? Tôi lấy ví dụ, nếu sống cạnh vợ mà lúc nào cũng gặp như gặp lần đầu, lúc mới tán ấy, thì ở với cạnh nhau nhưng lúc nào cũng nói đùa, lúc nào cũng như kiểu tán tỉnh nhau cái thời mới gặp ấy, thì tôi đảm bảo là cuộc sống vợ chồng cực kỳ hạnh phúc. Nhưng mà bản năng của con người thì cứ sở hữu xong thì là coi thường cái thứ mình sở hữu. Đó. Thế thành ra là họ bị một cái gì ạ? Cái định kiến. Khi mà vợ họ đã nói một vài câu mà họ không hài lòng thì bắt đầu họ mang cái định kiến ấy vào ứng xử trong hiện tại, dẫn tới cái tình cảm nó bị tệ đi. Nếu như những người bạn của chúng ta đã sống với nhau mà ứng xử với nhau trân trọng như lúc gặp đầu tiên, đối với vợ trân trọng như lúc gặp đầu tiên, mua một cái xe về giữ gìn như lúc mới mua về, thì tất cả mọi thứ chúng ta đều ứng xử trong hiện tại và nó làm cho cuộc sống của mình nó vô cùng tốt đẹp. Nhưng chúng ta bị những cái định kiến trong quá khứ chi phối và bị những cái kỳ vọng trong tương lai nó chi phối, khiến cho cuộc sống của chúng ta bấn loạn. Mà bị kỳ vọng trong tương lai chi phối thì chúng ta sẽ gì ạ? Thay đổi lựa chọn liên tục, tức là đuổi hình bắt bóng. Vừa hôm nay định hẹn một cái anh A này, nhưng vì cái anh B anh ấy hẹn đè lên mà anh ấy lại là giàu có hơn, khiến cho mình bỏ anh B để chạy theo anh A. Tương tự như vậy, nếu bỗng nhiên lại có cái anh A cộng nào đó hẹn mình để đè lên anh A, nhưng mà mình thấy anh A cộng lại kỳ vọng hơn anh A, thì có khi mình lại chạy theo anh A cộng. Và cả cuộc đời như vậy, người ta gọi là giao tiếp trong gì ạ? Trong trong
trong tương lai, tức là đuổi hình bắt bóng. Và cái thứ hai nữa là cứ bị những cái gì trong quá khứ nó định kiến, và rõ ràng trong nhiều năm mình gặp lại họ thì tâm của họ nó đã thay đổi rồi, chứ họ không giống như ngày xưa. Vậy thì bạn phải hiểu là mỗi một thời khắc, vì tâm của chúng ta nó liên tục biến động, liên tục biến động. Vậy thì bản chất, nghe bé ạ, vậy thì bản chất là bạn gặp con người ấy vẫn là con người cũ, nhưng bạn đã gặp một cái tâm mới rồi, chứ không phải là gặp con người cũ nữa. Nhưng mà mình lại gì ạ? Cứ đinh đinh là mình gặp con người cũ và mang cái định kiến vào. Tôi đấy, ví dụ đây là cái chuyện rất là thường nhật ở những người bạn với nhau khi học. Ngày xưa đi học cấp 2 mà có thằng bạn nó học ngu chẳng hạn, thế là kết luận luôn cả cuộc đời này, cứ mãi mãi kết luận là thằng ấy nó ngu. Mặc dù là nó giàu lắm rồi nhưng mà vẫn cứ kết luận là thằng này nó ngu mà nó ăn may. Thì cái đấy nó gọi là mang định kiến của quá khứ vào giao tiếp. Mà rõ ràng sau 20 năm con người ta nó đã thay đổi rất nhiều về mặt trí tuệ và về mặt tâm rồi, thế mà bạn vẫn cứ kết luận là nó là thằng ngu. Vậy thì rõ ràng chính mình mới là thằng ngu trong cái việc mình kết luận như vậy. Thế thì như vậy là cái ngày xưa chúng ta gặp một ai đó thì rõ ràng bây giờ chúng ta gặp lại họ, hình tướng của họ có thể là vẫn như cũ, nhưng tâm của họ nó đã biến động rồi. Vì vậy đừng mang định kiến vào để mà áp đặt vào suy nghĩ của mình. Và ngược lại, cũng đừng thấy người nào họ mang lợi lộc danh vọng cho mình nhiều hơn mà kỳ vọng vào tương lai, mà coi thường cái người khác đang đối diện ngay trong hiện tại với mình. Thì như vậy là tôi tóm lại là tôi khuyên bạn, nếu như có thù hằn gì trong quá khứ, chúng ta hãy buông bỏ nó đi. Và một trong những cái nỗi khổ, trong 8 nỗi khổ của Đạo Phật, chính là oán tắng hội khổ. Kẻ nào mà lưu trữ cái sự ghét bỏ người khác ở trong đầu mình càng nhiều thì chứng tỏ trong đầu càng nhiều ghét, mà càng nhiều ghét thì càng khổ. Mà nguyên tắc cái ghét đấy là mình bốc ghét, mình bỏ vào đầu, xong mình giữ trong đầu mình và mình kêu ối giời ơi khổ quá, thì rõ ràng mình là kẻ vô minh. Cho nên người ta đang kỳ ghét trong não đi không được thì mình lại bốc ghét bỏ vào trong não. Vậy tôi khuyên bạn, nếu có thù hằn gì đó với ai trong quá khứ, hãy buông bỏ đi. Và nếu có gặp người ta thì giống như gặp một người bạn lần đầu tiên vậy, thì tôi đảm bảo rằng mọi thù oán được giải phóng và chúng ta được sống với nhau một cách ôn hòa và an lạc. Cảm ơn câu hỏi của bạn và chúc bạn hạnh phúc với cuộc sống.